nhớ à? Ủa múc gì đó hả? Múc đem đi đâu vậy con? Ừ. Đó đấy xem múc bơ múc mà bơ múc đồ vật hả? Múc gì rồi? Bây giờ bóng lỗ hay là bây giờ xem mốt con thấu 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 không đưa cái cây cây gì vậy nói mất, gì vậy mất. Mất cách gì thế? Trời ơi, ngồi lên cái đồng hồ của mẹ. Ôi, con làm gì vậy? Làm gì vậy? Ngước mặt lên. Nhìn mẹ nè. Sao rồi quá ha. Em bé ơi. Chạp gỗ múc hả? Móc lên vậy đó hả? Xe cặp cẩu móc lên vậy hả? Rồi, móc lên được chưa? Được rồi đó hả con? Được rồi. Được rồi. Rồi giờ móc nữa không? Ồ, móc dính luôn rồi đó hả? Dữ dằn ta. Rồi cặp cẩu móc lên. Móc lên. Quơ 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 quơ. Xoay 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 xoay. Xoay 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 nào các bạn ơi. Xong. Xong. Để xuống đi. Để bóng nổ xuống. Rồi ơi. Xong chưa? Xong. Ok ha. Cảm ba. Sao? Mắt. Thôi đừng đừng mở đồng hồ mẹ ra. Thôi. Con phá hư cái đồng hồ mẹ nha. Đây lại đi con. Đây. Cặp
thấm mất. Con đừng mở đồng hồ mẹ ra, hư đồng hồ mẹ đó. Ừ, để nó chơi thôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi làm sao? Thường cái gì? Hả? Chụp cái gì? Chụp mẹ ơi. Cái gì? Chụp quá hả? Chậu. Chụp chậu hả? Chụp chậu, chụp chậu móc bóng rổ hả? Chậu bóng rổ lên đúng không? Rổ xuống. Ừ.